Xin chào quý vị và các bạn. Dưới tác động của rãnh mây rông từ phía bắc di chuyển xuống kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 5.000m đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực vùng núi phía bắc đã có mưa rào và rông. Dự báo trong ngày hôm nay, rãnh mây rông sẽ gây mưa rải rác ở hầu khắp Bắc Bộ. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du sẽ là những nơi có mưa vừa, mưa to và rông mạnh. Do mưa tăng và mây nhiều, vì thế nền nhiệt ở các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ giảm xuống còn từ 30 đến 32 độ. Trong khi ở khu vực đồng bằng thì trời nắng gián đoạn, mưa về chiều và nhiệt độ ở khoảng từ 34 cho tới 35 độ. Lui xuống khu vực các tỉnh miền Trung, hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng suốt từ Thanh Hóa vào đến tận Ninh Thuận, Bình Thuận. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi vẫn là vùng xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 37 đến 39 độ. Vùng núi phía Tây còn có nơi đạt nhiệt độ 39, 40 độ. Trong khi ở các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, phổ biến ở nhiệt độ trong khoảng là từ 36 đến 38 độ. Dự báo nắng nóng ở miền Trung sẽ còn kéo dài đến hết tháng 6 và chưa có dấu hiệu kết thúc. Vì thế, người dân khu vực vẫn nên lưu ý thường xuyên uống nước và đừng quên trang bị đầy đủ các tiện ích chống nắng khi ra ngoài để bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, mọi hoạt động ngoài trời vẫn nên được hạn chế trong khung giờ khoảng từ 10 giờ đến 17 giờ chiều khi trời nắng gắt để tránh say nắng, đột quỵ do sốc nhiệt. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, trong chiều và tối nay ở Nam Bộ lại có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Còn ở khu vực Tây Nguyên thì mưa cũng xảy ra ở nhiều nơi, nền nhiệt cao nhất ngày mai là từ 29 đến 32 độ tại vùng cao Tây Nguyên, còn Nam Bộ là từ 32 cho đến 34 độ. Tiếp nối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết cụ thể tại các thành phố lớn trên cả nước trong ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình đẩy dịch xuống phía nam của rãnh mây rông, hôm nay thời tiết thủ đô Hà Nội sẽ duy trì trạng thái nhiều mây có lúc có mưa. Bầu không khí không còn nóng bức như những ngày trước nữa bởi nhiệt độ cao nhất trưa chiều, chiều nay chỉ ở khoảng từ 33 đến 34 độ. Đêm nay tiết trời khá mát mẻ và dễ chịu với mức nhiệt giảm xuống thấp dưới 28 độ. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh Bắc Bộ trong ngày hôm nay, thành phố cảng Hải Phòng cũng được dự báo sẽ có mưa. Những cơn mưa tuy không xảy ra liên tục cả ngày, song nó cũng mang lại cho người dân đất cảng một bầu không khí mát mẻ, dễ chịu với mức nhiệt trưa và chiều dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ, về đêm và sáng ở khoảng từ 25 cho tới 27 độ. Dù không được hưởng mưa mát như các tỉnh miền Bắc, Tuy nhiên trong ngày hôm nay, nắng và nóng tại thành phố Vinh cũng như các khu vực khác thuộc giải đất miền Trung được dự báo có phần thuyên giảm hơn do vùng thấp nóng và hiệu ứng gió phơn suy yếu. Nắng vẫn xuất hiện từ sớm và kéo dài cho đến cuối buổi chiều, nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dừng lại ở ngưỡng 37 cùng lắm là 38 độ. Tại thành phố xinh đẹp Đà Nẵng, dự báo trong ngày hôm nay thời tiết tại đây không mưa, trời tạnh giáo và có nắng cả ngày với mức nhiệt tăng từ 28 độ trong buổi sáng lên mức 35 đến 36 độ trong thời điểm trưa và chiều. Trời vẫn khá nóng với độ ẩm trong không khí giảm thấp chỉ ở khoảng mức 50% trong khoảng thời gian trưa và chiều. Bởi vậy, người dân trên khu vực cũng như du khách thập phương vẫn nên lưu ý đề phòng các nguy cơ cháy nổ hỏa hoạn. Trong khi đó ở phía Nam tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ ổn định, vì thế trong chiều và tối mai ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn có những cơn mưa rào và rông. Thời gian mưa rông xuất hiện muộn sau 15 giờ, vì thế, từ sáng đến trước 15 giờ chiều ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn có nắng, nền nhiệt cao nhất tiếp tục duy trì ở mức cao là 35 độ, vì thế tiết trời vẫn khá là oi bức. Tuy nhiên vào chiều tối và đêm thì bầu không khí sẽ trở nên dễ chịu hơn khi nhiệt độ hạ thấp xuống mức sấp xỉ 27 độ. Cùng chịu tác động chung của một dạng hình thế là gió mùa Tây Nam, nên ở thành phố Cần Thơ cũng có kiểu thời tiết khá tương đồng với thành phố Hồ Chí Minh. Là ngày nắng, chiều mưa rông, Tuy nhiên, thời điểm mưa rông ở Cần Thơ sẽ xuất hiện sớm hơn, khoảng từ 1 đến 2 tiếng. Còn sáng và trưa thì trời có nắng, nhưng đan xen là những khoảng mây nhiều. Vì thế nền nhiệt ngày ở thành phố Cần Thơ có xu hướng thấp hơn, dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Trời nắng nhưng không nóng và cũng không có cảm giác oi bức. Vào chiều tối và đêm nay, tiết trời càng mát mẻ và dễ chịu hơn, với mức nhiệt dao động từ 26 đến 27 độ, cùng độ ẩm không khí tăng dần lên ngưỡng 90% những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị hôm nay xin chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành